tháng 8 này á là An tự nhiên bùng nổ quá, đột phá kinh khủng quá. Thế là làm mình cay quá. Cay cái bản thân ai cũng vậy thôi, cũng có một cái gì đó ghen tị. Thực sự nếu mà cùng một nhóm mình nhìn thấy An doanh số như vậy, doanh số mình thì mới được có 10.000 thôi. Trốn nè, xuất hiện rồi nè, nói gì đi anh Đức. Vũ Minh Đức. Xin chào tất cả mọi người. Thì trong những buổi Zoom trước thì mình cũng hay nói rồi, nhưng mà buổi này thì để cho An với lại Kiệt nói. Thì nãy giờ mình vẫn việc tắt camera, tắt mic, chỉ có nghe thôi chứ không có lên tiếng được. Thì tất cả những cái gì mà An với Kiệt chia sẻ thì cũng là điều mà Đức muốn nói rồi. Chỉ có Đức cũng chỉ muốn nói thêm một chút nữa về cái trải nghiệm của bản thân mình. Thì ở đây có thể có rất nhiều bạn có cái số vốn ít ỏi khi mà mình tham gia làm cái Clickbank này. Thì thực sự một thú thật với mọi người là lúc bắt đầu làm lại Clickbank là, thì cũng như anh Kiệt nói đấy, là mình bị mất tài khoản 6 tháng thì mình bắt đầu mình làm lại được vào đầu tháng 3. Thì cái lúc mà bắt đầu làm lại với Clickbank mình chỉ có 5 triệu để chạy ad thôi, không có nhiều đâu. Mình chỉ có 5 triệu để chạy ad nên là khi mà mình làm á thì mình làm nó rất là chắc chắn. Mình làm mình chọn lọc từng key một, xong mình viết ad cho những cái key đó, rồi mình bắt đầu mình mới chạy, chứ mình không có vội vàng mình chạy. Nên là cái thời gian đầu tiên khi mà mình làm lại ấy, là mình đã bắt đầu mình có lãi luôn, chứ không còn phải là test để xem là nó lợi nhuận như thế nào, nó có lợi nhuận hay không lợi nhuận. Tức là từ lúc mà mình bắt đầu làm lại Clickbank đến giờ thì lúc nào cũng lãi, không lãi nhiều thì lãi ít, chưa bao giờ mình để bị hụt được cái đồng vốn của mình. Vì cái số vốn của mình rất là ít, khi mình bắt đầu lại này chỉ có được 5 triệu thôi. Nên là mình phải xác định xem là mình đang ở đứng ở đâu, mình có nhiều tiền để mình bơm, mình test nhiều sản phẩm hay không, hay là mình nên tập trung vào một sản phẩm nhất định. Mình phải lúc nào mình phải giữ được cho mình một cái lửa, mình phải giữ được cho mình cái lửa như An nói, phải có đam mê với nó thì mình mới làm được. Đức thì Đức cực kỳ đam mê và Đức chả có con đường nào khác ngoài con đường đi làm kinh doanh. Làm kinh doanh điện thoại thì nó chuẩn bị phá sản rồi, bây giờ chỉ có làm Clickbank để kiếm sống thôi, chứ không có làm cái gì sống được hết. Ngoài ra mấy anh em tập hợp lại với nhau, ví dụ như tập hợp với anh Kiệt lúc ấy chưa gặp An, tập hợp được với anh Kiệt thì hai anh em cùng làm, hai anh em cùng trao đổi, hai anh em đúng bắt đầu như kiểu hai thằng từ số 0 đi lên thôi, không có cái gì nữa. Chỉ có duy nhất có kiến thức khóa học 90 lớp sau 6 tháng và chưa được làm. Thì nói chung là mình và anh Kiệt thì cũng chạy chặt nhiều, mình chạy chặt mất 4 tháng, 5 tháng, 4 tháng. 4 tháng là doanh số lúc nào chỉ dao động từ 2.000 đến 3.000, không vượt lên được. Và đến tháng 8 này thì mình nói chung là cũng có, mình được cô giáo cho vào cái nhóm chiến binh, có được giao lưu và học hỏi với An và Kiệt. Thì tháng 8 này á, là An tự nhiên bùng nổ quá, đột phá kinh khủng quá. Thế là làm mình cay quá. Cay cái bản thân ai cũng vậy thôi, cũng có một cái gì đó ghen tị. Thực sự nếu mà cùng một nhóm mình nhìn thấy An doanh số như vậy, doanh số mình thì mới được có 10.000, nó mới bằng có 1/3 của An thôi. Nhưng mà mình trước đó nếu mà mình không cùng nhóm với An thì mình không biết đến An, và mình không biết là An có được cái con số vượt bậc như vậy, thì mình cũng không hề nỗ lực, mình cũng không hề tìm ra con đường nào nào để mà có thể đột phá được như vậy. Nhưng mà khi mà An làm được thì mình cũng tự đặt bản thân mình và mình hỏi tại sao người ta làm được mà mình không làm được, tại sao người ta cùng một lúc người ta vừa đi làm vừa làm Clickbank người ta làm được, còn mình ở nhà không ôm máy tính mà làm được. Đức cũng chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi, và khi mình có câu hỏi thì mình sẽ tìm ra câu trả lời, mình cũng không đi hỏi ai hết mà mình tự tìm câu trả lời cho mình thôi. Ví dụ như Đức với anh Kiệt với An gọi là có những buổi sáng dậy trao đổi với nhau, chỉ ngồi nói chuyện đó, nói chuyện hoặc là một ông nói còn mấy ông kia ngồi làm. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó tự nhiên An bùng nổ thì mình cũng phải bùng nổ theo thôi. Đó là quy luật mà không được. Nếu mà An bùng nổ mà mình không đi theo được ấy thì tự nhiên An sẽ tách ra. An sẽ tách ra một cái nhóm khác, mình đảm bảo điều đó. Nên là mình phải nỗ lực hết sức để mình bám đuổi được với An. Cái doanh số nó bù đắp lại cho những cái nỗ lực của mình trong gần 5 tháng giờ. Gần 5 tháng bắt đầu quay lại từ Clickbank.
mình không có tự đào mới, mình cứ đi dựa vào người khác. Đấy chứ mình lúc nào mình phải dẫn đầu đi chứ giờ cứ đi hỏi mấy câu quá tầm thường cái gì thì hỏi làm gì. Bởi vì mình có cái thói quen là làm chủ cuộc chơi quen. Khi mình có thói quen làm chủ cuộc chơi của chính mình quen rồi á thì mình sẽ làm được thôi. Còn nếu mình có thói quen dựa dẫm vào cuộc chơi của mình, mình cứ dựa dẫm vào người khác thì mình sẽ không có tư duy được. Còn riêng mình điều khiển cuộc chơi của mình sẽ tư duy được. Nhớ nhấp vào nút subscribe, nhấp hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.